Anh biết ông cụ ngoài đầu đường không anh? Ông nào? Cái ông mà có bà cụ tối ngày hay cằn nhằn ổng á hả? Ừ, biết rồi sao? Ông mới mắc hồi chiều này nè, già rồi ăn uống không được, nằm viện mấy ngày rồi đi luôn à. Ôi, già rồi ai cũng vậy hết em ơi. Mà cái ông cụ đó nhìn ổng nghiền khô ha. Ừ. Mà còn sống á, lần nào anh chạy ngang anh cũng nghe bà cụ bà cằn nhằn ổng tối ngày vậy, mà ổng ghê không nói tiếng, hiền thiệt chứ. Ổng hiền vậy chắc ổng mất, chắc ổng lên thiên đàng quá Ừ. ha em. Ừ mà không biết trên thiên đàng có đàn bà không hả anh? Khùng hả, có đàn bà sao khi bàn thiên đàng được. Chưa, anh không về đó nha. Em với con ăn cơm đi, đừng đợi anh. Đi làm coi kìa, bận đồ còn hơn đi đám cưới. Kiểu này đi chơi với nhỏ nào á chứ đi làm gì. Nói gì vậy trời? Đi làm ngày đầu tiên phải ăn mặc cho lịch sự xíu coi mới được chứ em. Mình đi làm trong hãng rượu Tây nữa, rồi ăn mặc sao coi được chút xíu chứ trời. Có việc làm rồi đó nha, gán tu chí làm ăn giùm tôi một cái, đừng có ăn nhậu nữa. Rồi biết rồi, đi à. Mới đây đâu có tiêu nữa rồi trời. Ủa? Em ơi, ông nghỉ làm cho tôi à. Đâu rồi? Cái gì vậy ta? Ông ra đường ông cặp bồ với nhỏ nào đúng không? Cùng hả? Có đâu? Ai nói tào lao vậy? Không có hả? Cái bà bán thịt heo ngoài đầu đường, bà nói gặp ông chở nó đi kìa. Giờ tôi có bầu, ông chơi xấu, ông đi kiếm nhỏ khác hay gì? Nữa, mấy bả nữa. Thôi đâu em nghe lời mấy bả, tối ngày tụm năm tụm ba nói có đúng gì đâu. Không đúng hả? Mấy bả nói ông chở nhỏ tóc vàng vàng đúng không? Trời ơi, vậy là càng sai. Càng sai hả? Vậy chứ nhỏ tóc màu gì? Nè, nó đơn tiền điện đó. Trời trời, tiền điện gì 3 triệu chứ vậy? Chứ nhiều. Trời ơi, tiền điện mấy tháng trước có mấy trăm ngàn à. Làm gì tháng này tới 3 triệu chứ vậy? Anh không nhớ tháng trước mình về mẹ ăn tầng anh quên tắt cái máy lạnh hả? Trời ơi trời, làm ăn vậy chết tôi luôn rồi thiệt chứ. Mấy mốt chứ tôi dẹp cái máy lạnh luôn á. Cái máy lạnh gì mà để nguyên tầng, cứ gì chú nói. Thì lâu lâu quên lần, có gì đâu mà nhận. Lâu lâu bà quên lần, mà một lần của bà là muốn thấy ông bà ông giả người ta luôn vậy. Thiệt chứ, tôi là tôi sợ ma nhất. Mà tôi nhìn cái hóa đơn này tôi sợ hơn con ma nữa trời. Bấm điện thoại tối ngày. Anh, bấm điện thoại hoài à, anh nhìn nóc nhà kìa. Mạng nhện tùm lum hết trơn, anh quét mạng nhện giùm em đi. Không có tới em ơi, cây chổi nó ngắn quá à. Trời ơi, hiện ra làm sao anh lấy cái cây dài dài anh nấu vô là tới chứ gì. Gì trời. Gọi gì vậy? Cái cây này nó dài quá, kẹt cái cửa đưa vô không có được nè. Thiệt chứ. Đưa đây coi. Nè. Hay gì ta? Có nhiều đó hả? Ra đường lớn xe đông chạy từ từ thôi đó nha. Em biết rồi. Đường lớn đèn xanh đèn đỏ tùm lum hết á, chạy cẩn thận đó. Trời ơi em biết rồi. Đây à. Đèn đỏ thấy người ta ngừng ngừng dừng cái nha. Trời ơi, xe kiểu gì mà để giao thông bắt vậy trời. Em vượt đèn đỏ. Trước khi đi đã dặn rồi hả? Đèn đỏ gặp người ta ngừng thì ngừng giùm cái.
Vậy mà cũng vượt được hay thiệt chứ. Em chạy từ xa là em thấy đèn đỏ rồi, em tính dừng rồi. Chị Nhi có chiếc xe kia, nó chạy luôn. Em thấy vậy em chạy theo. Rồi giao thông lụm luôn. Chiếc xe gì mà vượt đèn đỏ? Xe cấp cứu. Trời ơi trời, lên xe tôi chở đi lên đồn đóng phạt nè. Anh, xíu ra chợ mua giùm em buồn dừa ấy. Thèm dừa quá à. Dừa gì? Dừa gì cũng được. Ừ, đi vô trước đi, anh làm xong chuyện rồi anh đi mua cho. Ủa, anh có mua dừa cho em chưa? Mua rồi, để làm sao á, trên nắp lưu á. Ừ. Ông mua buồn dừa nước chi vậy? Em kêu mua dừa gì cũng được. Trời trời, cũng lãi cha. Anh, xem chữ bên ngoài anh không dặn em hả anh? Không, bình thường. Sao vậy? Chữ viết quen. Anh, từ ngày anh lấy vợ về, anh có thấy khác gì không anh? Ừ ha, nhắc tới mới nhớ. Từ hồi mà lấy em tới giờ, anh giống như là trẻ ra, giống như con nít luôn với em. Sao ông nội ơi, trẻ thôi chứ trẻ gì mà như nít. Thiệt, nè, muốn mua gì cũng phải xin tiền vợ nè. Muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ nè. Vợ cho đi không cho ở nhà nè. Vậy không giống nít chứ là gì? Thiệt chứ, có miếng thịt thì anh quên mua nữa. Anh ơi! Cái gì vậy em? Anh chạy đi ra chợ mua giùm em miếng thịt coi. Sáng em quên mua rồi. Mua thịt gì? Thịt ba chỉ. Ba chỉ hả? Ừ. Nè. Trời, mua tàu hủ chi vậy? Cái gì? Chứ hồi nãy em kêu anh mua cái gì? Trời trời, thịt ba chỉ. Ừ. Thì anh ra anh hỏi ông ba coi hồi nãy ông ăn cái gì. Ông nói nãy gặm ông ăn chay, mua gì mà ông mới mía tàu hủ. Thì anh đi mua tàu hủ. Ba chỉ gì thì anh mua đó, còn đậu gì nữa. Đồ ăn của ông ba tôi mua rồi. Nhờ ông chút xíu cũng không xong nữa. Ông chọc cho tôi chữ tối ngày vậy đó. Thôi mệt quá, mốt cũng mua gì tự mua đi. Mua gì cũng chịu đi. Ủa, đi chợ hay vậy em? Ừ. Để sẵn mua gì mà anh thức ống thun luôn rồi. Ừ. Đây. Đây gì? Không có mua. Cái gì kỳ vậy? Nãy anh dặn rồi mua cho anh thước ống thun mà. Thì đi lệ tiệm hỏi mua một thước ống thun. Ông hỏi là một mét đúng không? Em nói một thước à, một mét không có đủ tiền mua. Ủa? Vậy đó, em với ông tự qua tự lại cả buổi. Nghỉ mua luôn, về luôn. Một thước là một mét đó bà. Vậy sao nãy không nói một mét? Nói thước chi để tôi ra ngoài tôi cự với ông cả buổi vậy? Khiến ông khùng dữ lắm rồi. Trời. Người ấy khùng.